Từ rất lâu con người ta đã quan niệm rằng động vật có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể thấy, đặc biệt là loài mèo bởi vì đôi mắt của chúng có thể nhìn thấy âm giới. Hình ảnh chú mèo cưng nhìn chằm chằm vào một góc phòng hay một khoảng không suốt cả tiếng đồng hồ, rồi đến lúc kiểm tra thì không thấy cái gì cả, chắc hẳn đã quá quen thuộc với những người nuôi mèo. Và đây chính xác là những gì bọn tôi đã trải qua vào tối hôm vừa rồi. Hôm đó bên ngoài trời mưa rất to, sấm chớp ầm ầm. Lúc đó nhà không có ai, chỉ có tôi và cameraman. May thì đã nằm tránh bão ở trên tầng 3. Còn công chúa Julie vì sợ mưa to nên đã chui lên trên bàn máy tính của tôi để tìm kiếm sự bảo vệ. Như mọi ngày, sau khi xong việc, tôi sẽ vào game để giải trí. Công chúa Julie thì vẫn nằm ngủ ngon trong lúc tôi đang combat. Mặc dù có những lúc tôi va chạm với Julie, nhưng Julie cũng không có ý kiến gì. Vì Julie biết ở bên ngoài trời đang mưa rất to, ông trời đang khóc thay nỗi lòng của Julie. Chuyện sẽ rất bình thường, nhưng cho đến khi cameraman vội chạy sang phòng tôi và bảo rằng mây cứ chui vào trong nhà vệ sinh ở tầng 2 và cứ ngồi nhìn chằm chằm lên trên tường. Thoạt đầu tôi cũng chỉ nghĩ chắc là mây đang ngồi bắt con gì đó, rồi tôi ủy thác cho cameraman đi kiểm tra. Tuy nhiên sau khi đã kiểm tra hết một lượt, cameraman có phản hồi lại cho tôi là không thấy một con gì cả. Mọi thứ hoàn toàn trống rỗng. Sau đó cameraman đã đưa cho tôi xem lại đoạn phim này. Tôi cùng anh ấy đã ngồi phân tích lại từ đầu và nhận ra khá nhiều điểm bất thường trong đoạn phim. Thứ nhất, sàn nhà vệ sinh đang rất là ẩm, điều đó không từng thấy ở May, vì nếu mà sàn ẩm thì May không bao giờ vào đây. Tiếp theo là một vết bẩn kỳ lạ ở phía bên phải May. Thoạt đầu nhìn qua bọn tôi đã nghĩ đấy là dấu chân của May, nhưng sau khi quay lại hiện trường để đối chứng với bàn chân thật của May, và kết quả thật bất ngờ, vết bẩn kỳ lạ đó chính xác là dấu chân của May mọi người ạ. Rồi sau khi xem kỹ lại đoạn phim, bọn tôi đã không thể nào tìm ra được nguyên nhân vì sao May cứ ngồi nhìn lên trên trần như thế. Nhưng đột nhiên bọn tôi đã phát hiện ra một thứ kinh dị hơn. Đó chính là đống quần áo mà tôi chưa giặt. Nếu bố mẹ tôi mà biết đống quần áo là chưa được giặt thì thể nào tôi với cameraman cũng bị mắng. Chứ trong nhà vệ sinh có cái gì đâu, ngoài tình yêu to lớn của đời May. Vâng, đây chính là nguyên nhân khiến May nhìn chằm chằm lên trên trần cả tiếng đồng hồ. Tôi không hiểu sao tôi bảo cameraman vào kiểm tra đi mà cậu ấy không nhìn thấy cái gì cả, lại còn quay ra bảo tôi là May nhìn thấy ma đấy. Cứ để tôi phải đi đến tận hiện trường mới tìm ra được nguyên nhân, đúng là không nhờ vả được cái gì cả. Ô kìa, lại trốn đâu mất rồi. Tình yêu của May đi lạc rồi. Có mỗi việc ngồi chờ tình yêu đến thôi mà cũng để tình yêu biến mất được hả mày? Non thật. Rồi em Thạch Sùng đâu rồi? Mày đi tìm em Thạch Sùng đi. Cả đêm May ngồi trong này dình Thạch Sùng mọi người ạ. Vẫn chưa tóm được tình yêu của đời mình à May? Nào, bắt được nó không? Bắt đi. Đem vào bát. Nhưng mà bắt nên bắt đi. May dình mãi không được, mệt quá đi xuống uống thêm nước. Nếu ai có thắc mắc cái vòi hoa uống nước của May với Julie đâu thì tôi cho nó đăng suất rồi. Cái máy bơm mạnh quá mà không chỉnh được công suất, thế là suốt ngày làm nước bị tràn ra sàn. Lúc đầu tôi không biết, tôi đã cứ tưởng là May, nhưng mà mãi vì sau để ý hóa ra là do cái máy. Tôi cũng xin lỗi May rồi, cứ cái gì xấu xí một tí lại nghĩ đến May. Ông bồ này hư quá nhỉ May nhỉ. Ủa rồi do cho nước không uống đi, cứ ngồi nhìn. Bảo mồm May bị mẻ thì đâu có sai. Lần nào uống nước xong miệng cũng nhoen nhoét thế này. Đấy là con không uống bằng vòi hoa đấy, chứ mà uống một cái vòi đấy nữa thì ướt hết cả cằm. Lông của May mọc lại dài phết rồi đấy. Rốn của May đâu rồi? Đây này, cái đoạn lông mà xoắn xoắn mà là rốn của May đấy.
Mày nằm ngủ ngon nhá, bà đi làm đây. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ Mali. Hẹn mọi người trong những video sau. Bye bye.